nói Diệp My là cô gái chịu rất nhiều sự đà kích và tổn thương trong hai năm gần đây. Có nhiều thông tin đưa ra xoay quanh việc thân thế của Diệp My tịnh thất bồng lai là ai. Diệp My chính là cô gái trong vụ lùm xùm bắt cóc tại tịnh thất bồng lai vào tháng 10 năm 2019. Cô nói mình bỏ nhà để đi tu tại nơi này vì bị chính bố ruột hãm hại. Thế nhưng không lâu sau đó, chính cô lại lên tiếng để ngầm tố cáo tịnh thất bồng lai cái tên Diệm My tịnh thất bồng lai là ai lúc đó đã thật sự khuynh đảo cả mạng xã hội. Diệm My sinh năm 1999 và năm nay đã 22 tuổi. Dù mới 22 tuổi nhưng cô nàng đã góp phần không nhỏ khiến tịnh thất bồng lai náo loạn, đặc biệt hơn là có chuyện xào xáo trong gia đình. Thật đáng buồn khi một cô gái trẻ như vậy lại gặp nhiều chuyện không may đến thế. Đang nói quê quán của Diệm My là một thông tin chưa được xác nhận chính xác. Có người cho rằng cô quê ở Long An nhưng cũng có ý kiến bảo rằng Diệp My sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn. Trong khi đó, bố của Diệp My là ông Võ Văn Thắng sinh năm 1973 và cũng chính là người kéo hội và đập phá tịnh thất bồng lai năm 2019. Tuy nhiên, không phải tự nhiên mà bố của cô lại làm điều này. Ông cho rằng Diệp My đi tu là bị dụ dỗ, nơi đây, đây không phải là chùa chân chính. Bà của Diễm My là bà Đoàn Thị Tuyết Mai, sinh năm 1972 tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Bà cụ chính là người bị con gái mình tố là giam cầm và hành hung cô. Trong livestream stream của bà Nguyễn Phương Hằng, anh Lê Thành Minh Tùng đã từng lên tiếng tố cáo chính cha ruột của mình. Anh nói tịnh thất cưu mang Diễm My chỉ với mục đích xin tiền từ các mạnh thường quân. Không chỉ vậy, theo lời kể của anh Tùng cha anh là ông Lê Tùng Vân đã dụ dỗ Diệp My với những mưu đồ bất chính. Trước thông tin đó, những cư sĩ tại tỉnh Thất Bồng Lai đã nhiều lần lên tiếng phản bác. Cụ thể có ông Lê Tùng Vân, Nhất Nguyên, tỉnh Thất Bồng Lai, Hoàn Nguyên, tỉnh Thất Bồng Lai. Bên cạnh đó, sau vụ việc đập phá tại Tịnh Thất Bồng Lai, đại diện Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cho biết đã lấy lời khai cô gái Võ Thị Diệm My, mục đích để điều tra vụ nhóm người nhà chị này xông vào tịnh thất bồng lai đập phá tài sản, hành hung tu sĩ. Theo Diệm My, thời gian ở nhà tại quận Bình Tân đã nhiều lần xin ba mẹ cho đi tu nhưng không được sự đồng ý. Cô không hề bỏ trốn bởi trước khi đi có viết là thư để lại gia đình với nội dung đã đủ 21 tuổi và có quyền tự quyết định cuộc đời mình. Ba mẹ đừng đi tìm. Với lời bình oan chẳng khác gì tố chính ba mẹ ruột. Diệp My tịnh thất bồng lai là ai đã nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều. Gần đây trên mạng xã hội của mình, Hiệp sĩ Đường Phố Nguyễn Xin đã thông tin về việc Diệp My tịnh thất bồng lai và Lê Thanh Huyền Trần đã từng có em bé. Vụ việc lại một lần nữa gây sốt trên các trang mạng xã hội. Cách đây không lâu, trong buổi họp mặt fan meeting của bà Nguyễn Phương Hằng tại khu du lịch Đại Nam, ba mẹ của Diệp My cũng có mặt. Trong chia sẻ của mình, ba sĩ My thông báo một thông tin quan trọng. Nội dung chính xác là nếu như ai tìm được dị My thì hãy liên lạc với gia đình hoặc cơ quan công an gần nhất thì tôi sẽ trao thưởng một tỷ đồng. Sau thời gian dài đằng đẵng tìm con, ba mẹ Diệm My dường như đã quá mệt mỏi. Cả hai hiện đang trông cậy vào cộng đồng mạng, mong mọi người hỗ trợ. Vụ việc Diệm My mất tích, nhiều người thắc mắc tại sao cơ quan chức năng không vào cuộc, như vậy có thể dễ dàng xử lý mọi chuyện. Tuy nhiên hiện tại Diệm My đã 22 tuổi, cô nàng đã đủ tuổi, có đủ năng lực hành vi về những việc mình đang làm. Sau đó, việc Diệm My lựa chọn đến ở tỉnh Thất Bồng Lai, tạm trú tại đây là một điều hợp pháp. Pháp luật quy định không ai có quyền ngăn cấm cô gái lựa chọn nơi tạm trú cho mình. Tuy vậy, ba mẹ của Diệm My có thể gián tiếp nhờ pháp luật can thiệp, có thể tự tố xác nếu thấy cơ sở tỉnh Thất Bồng Lai, nơi Diệm My đang ở, có các yếu tố vi phạm pháp luật. Hiện tại gia đình Diệm My vẫn đang giáo giết tìm kiếm cô gái. Những drama xoay quanh cô hiện vẫn chưa được lắng xuống. Mỹ Tâm giàn dị đi trao quà cho bà con nghèo trong dịp Tết Nguyên đán 2022. Tết Nguyên đán nhâm dần 2022 đã cận kề. Trong khi nhiều nghệ sĩ tất bật với những sâu diễn phục vụ khán giả, thì Mỹ Tâm lại miệt mai với những chuyến đi thiện nguyện Mới đây, ca sĩ Mỹ Tâm tiếp tục chuyến hành trình trao quà từ thiện cuối năm cho bà con ở Quảng Nam và Đà Nẵng. Cô và các tình nguyện viên đã gửi tặng các phần quà đến những người dân có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ có một cái Tết ấm no, sung túc. Đồng thời, cô còn trao học bổng cho trẻ em nghèo hiếu học. Đây cũng là một hoạt động thường niên diễn ra trong nhiều năm nay, của quỹ từ thiện mang tên Nữ Ca Sĩ. Bên cạnh việc trao quà từ thiện, họa mì tóc nâu còn thăm hỏi động viên bà con ở nơi cô đến. Được biết đến nay đã được 14 năm kể từ khi quỹ Từ thiện Mỹ Tâm đi vào hoạt động. Quỹ từ thiện của nữ ca sĩ đã thực hiện nhiều chuyến thiện nguyện từ Nam ra Bắc. Mỹ Tâm từng chia sẻ, cô sẽ tiếp tục duy trì và phát triển quỹ từ thiện nhiều hơn nữa để giúp đỡ được thêm nhiều người. Năm nay chuyến từ thiện diễn ra sau sinh nhật 41 tuổi của Mỹ Tâm ít ngày. Đây cũng là dịp cô trở về thăm quê như mọi năm. Mỹ Tâm sinh năm 1981, quê ở Đà Nẵng, ca sĩ từng đạt giải Mnet Music Awards 2021, giải thưởng âm nhạc hàng đầu châu Á, được tổ chức thường niên. Năm 2014, cô được trao giải Asia Music Weekend tại sự kiện Top Asia Conference 2014 ở Malaysia. Cô cũng chiến thắng hạng mục Best Selling Artist of Asia nghệ sĩ châu Á có lượng tiêu thụ sản phẩm tốt nhất tại giải Big Apple Music Awards. Bên cạnh những thành tựu đạt được trong sự nghiệp ca hát, cô còn, còn được nhiều người yêu quý bởi tính cách giản dị, gần gũi và hòa đồng. Trong 20 năm sự nghiệp, Mỹ Tâm hiếm khi vướng vào scandal. Nghệ sĩ ưu tú thanh dậu, tôi không đẻ được nữa, nhưng chồng vẫn bỏ qua tất cả để quan tâm, lo lắng cho tôi. Thưa quý vị, mới đây, qua chương trình Tình Trăm Năm, nghệ sĩ ưu tú Thanh Dậu đã nghẹn ngào chia sẻ lại câu chuyện tình yêu của mình với ông xã, là nghệ sĩ ưu tú Mạnh Dung, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Theo đó, bà có kể, vợ chồng tôi cưới nhau khi còn trẻ nhưng vì bận đi diễn nên phải 3 năm sau khi cưới mới sinh một con gái đầu lòng và đó cũng là người con duy nhất cho đến hiện tại. Sinh con gái xong, vợ chồng tôi vẫn tiếp tục lao vào quần máy làm việc, đi diễn liên tục Tới 3 năm sau thì tôi phát hiện mắc bệnh u sơ tử cung phải phẫu thuật gấp. Trước khi phẫu thuật, bác sĩ có hỏi chồng tôi rằng có quyết định phẫu thuật hay để còn sinh nở tiếp. Chồng tôi thấy vậy mới cầu xin bác sĩ cứu vợ. Ông ấy nói, sợ rằng vợ tôi không còn đủ sức sinh con được nữa. Bác sĩ cứu vợ tôi trước đã, chứ tôi không cần sinh thêm con nữa. Sau đó, vợ chồng tôi buồn và suy sụp lắm, nhưng đành chịu chứ chẳng biết làm sao. Tất cả cũng do tôi, tôi yêu nghề quá nên lúc còn sinh nợ được thì cứ mãi mê đi diễn, đóng góp cho khán giả, nghĩ được làm vai chính là vui rồi. Chồng tôi là người Bắc nên họ hàng dòng tộc rất trọng con trai nối dõi mà tôi chỉ sinh được một đứa con gái nên rất thiệt thòi cho chồng tôi. Càng lớn tuổi tôi lại càng thương chồng tôi. Chồng tôi hy sinh vì gia đình nhiều lắm ngoài bắc người ta cứ thích con trai tôi lại không đẻ được nữa nhưng chồng tôi vẫn bỏ qua tất cả để quan tâm lo lắng cho tôi điều này khiến tôi vô cùng mãn nguyện chồng tôi đã đứng ra bảo vệ tôi ba lần lần đầu tiên là hồi còn ở trong đoàn hát lỡ nắm tay nhau nên bị kỷ luật ông ấy đứng ra nhận trách nhiệm thay tôi lần thứ hai là lúc bác sĩ hỏi có muốn sinh con nữa không thì ông ấy quyết định mổ để cứu tôi lần thứ ba là bảo vệ tôi trước gia đình họ hàng xã hội khi tôi không sinh con trai được nữa chính vì thế nên trong cuộc sống sau này có những lần tranh cãi bất đồng quan điểm tôi đều nghĩ về chuyện đó mà bỏ qua hết cho chồng tôi rất thương và biết ơn chồng mình vì đã bảo vệ tôi suốt mấy mươi năm qua cho đến giờ tôi rất thương yêu quý trọng chồng chồng đã dành rất nhiều tình cảm cho tôi nên tôi muốn gửi lời cảm ơn ông ấy bằng một hành động Tôi xin phép khán giả cho tôi được hôn chồng mình thay lời cảm ơn. Tôi hầu như không bao giờ chủ động bày tỏ tình cảm với chồng trước mặt mọi người vì mắc cỡ, nên hôm nay tôi mạnh dạn bày tỏ. Chia sẻ về vợ mình, nghệ sĩ Mạnh Dung trải lòng. Vợ tôi vốn rất thích nước hoa, nhưng ngày xưa cuộc sống khó khăn gian khổ, nước hoa lại đắt tiền lắm nên không mua được. Bởi vậy nên sau này có điều kiện các anh em trong gia đình đi nước ngoài, tôi đều nhờ họ mua nước hoa về tặng vợ. Tại chương trình, vợ chồng nghệ sĩ xúc động trao nhau niềm yêu thương. Con gái của hai người cũng có mặt để chúc mừng cho bố mẹ mình. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh để luôn cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác nhất đến từ kênh tin tức 24 giờ online. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.